Kế tiếp đó là chỉ có một Đức Phật Thích Ca, sao lại còn có Đức Phật A Di Đà? Chúng ta phải phân biệt một cách thật rồi như thế này, là đứng về phương diện lịch sử thì chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thật cách đây 26 thế kỷ, là người Ấn Độ. Còn Đức Phật A Di Đà không phải là một con người thật ở trên hành tinh của mình, mà là một vị Phật ở các hành tinh khác. Mà nói theo kinh A Di Đà là thế giới phương Tây Cực Lạc cách đây 10 muôn ức Na Do Tha, tức là rất là xa, có thể đếm từ gọi là hàng ngàn năm ánh sáng. Mà theo cái quy luật của vũ trụ ấy, thì dĩ nhiên là ngoài hành tinh của chúng ta đang sống có sự sống của con người, bởi vì có không khí, có oxy, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng trong cái dải thiên hà ngân hà vũ trụ vô cùng tận bao la này đó, có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Và dĩ nhiên nơi nào có con người thì nơi đó có Đức Phật, bởi vì Đức Phật chỉ có thể thành tựu được đạo quả với hình thức của một con người, chứ không bao giờ với hình thức của một chư thiên, hay là của một vị Atula, hay là của một vị ngạ quỷ, hay là của một loài bàn sanh, hay là loài động vật, vân vân. Cho nên chỗ nào có con người thì chỗ đó có hình ảnh của Đức Phật. Cho nên là chúng ta có thể chấp nhận một cách rất là dễ dàng và logic và không sợ sai lầm rằng có Đức Phật A Di Đà. Và cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đó, mặc dù chúng ta chưa hề chứng kiến nhìn thấy, chỉ được mô tả trong kinh điển, cũng không có gì để chúng ta phải lo lắng rằng là chúng ta không nên học theo cái phương pháp niệm Phật của Ngài đặt ra, nhất là đối với những người Phật tử theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, không chấp nhận những nhân vật phi lịch sử. Cái triết lý của Phật giáo Đại Thừa nằm ở chỗ đó là mỗi một cái danh hiệu như vậy gợi chúng ta về một cái hạnh nguyện, về một cái phương pháp tu, về một cách thức để cho mình mang lại giá trị hạnh phúc an vui cho mình trong cuộc đời này. Cho nên là đến với Đức Phật A Di Đà chúng ta được cái gì? Dĩ nhiên là thông thường người ta nghĩ rằng là đến với Đức Phật A Di Đà để được Ngài hóa độ vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Đó là một quan niệm rất là đơn thuần, rất là cạn. Nhưng mà đến với Đức Phật A Di Đà để chúng ta có được một cái tuệ giác vô lượng. A Di Đà là vô lượng quang, quang là ánh sáng vô lượng, cái tuệ giác chúng ta không bị ngần mẻ, không bị chia cách, không bị giới hạn. Mà muốn có điều đó chúng ta phải tu tập, phải thiền định. Vô lượng công đức, muốn có công đức thì phải gieo trồng các hạt nhân đạo đức, từ bi, từ thiện. Vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn, mà muốn có gì đó thì chúng ta phải là bố thí, phóng sanh. Giống như một cái cô Phật tử nào đó đã khuyên ông chồng của mình tổ chức ngày lễ cưới đại khách bằng các thực phẩm chay là như vậy. Cho nên là qua những hình ảnh đó đó, chúng ta học được một cái gì đó để tô bồi cho cái nhân cách giá trị sự sống của mình. Cho nên chúng ta khoan đặt ra câu hỏi là có Đức Phật A Di Đà hay không? Tại sao cần phải có thêm Đức Phật A Di Đà nữa? Mà chúng ta hãy đặt hỏi là nếu như có Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có được giá trị gì thông qua hình ảnh của Ngài? Có lẽ là ai cũng biết nhân vật ông già Noel trong cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo là không có thật. Ông ta là một nhân vật huyền thoại. Nhưng mà liệu nhân vật huyền thoại này có đóng góp giá trị gì cho cuộc đời không là điều mà chúng ta cần đặt ra. Câu trả lời là có. Là bởi vì cứ đến tháng 12 hay là cuối năm dương lịch, khắp nơi trên thế giới người ta làm những công việc từ thiện, mang tình thương chia sẻ của giải vật chất cho những người khó khăn ở trong xã hội, với hình ảnh là một ông già Noel. Cho nên là ông già Noel có thể là một nhân vật huyền thoại, nhưng mà giá trị của ông già Noel đối với cuộc sống của nhân loại và loài người là những điều mà chúng ta không thể nào phủ định. Ít nhất chúng ta quan niệm Đức Phật A Di Đà như vậy, dưới góc độ đó thì chúng ta cảm thấy rằng là vào chùa thấy vô lượng vô số Phật. Dù mình là một người, một nhà sư của Nam Tông hay là một người Phật tử của Nam Tông, chúng ta vẫn cảm thấy là dung thông vô ngại, không có gì trở ngại hết trơn, đi tới đâu cũng thấy hạnh phúc. Và khi nhìn thấy Đức Phật ngàn tay nghìn mắt, chúng ta không thấy đây là một quái Phật, một quái nhân trong cuộc đời. Bình thường mà có hai đầu là quái rồi, phải không ạ? Ba tay là đã kỳ dị rồi, mà đây đến ngàn tay ngàn mắt, trong mỗi một bàn tay có một con mắt, nhìn thấy ghê tởm vô cùng. Nhưng mà làm sao ghê tởm được, bởi vì cái giá trị triết lý của nó sâu sắc vô cùng. Mỗi hành động tức là tượng trưng bàn tay, hay là mỗi tình thương tượng trưng bàn tay, cần phải được sự dẫn đạo của tuệ giác, đó là con mắt. Bằng không á, chúng ta thương người khác mà không hiểu người đó, không thông cảm với người đó, không chia sẻ với người đó, thì chúng ta không thể nào mang lại hạnh phúc cho người đó được hết. Cho nên phải dẫn đạo bằng tuệ giác, bằng cảm thông, bằng hiểu biết thì hạnh phúc mới có thể có được lâu dài.
lâu bền. Đó là hình ảnh của các vị Phật đại thừa là như vậy. Cho nên các ngài có thực hay không không quan trọng, nhưng mà hình ảnh của các ngài mang lại giá trị gì cho đời sống của chúng ta là điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Và nếu có là chúng ta vẫn tôn thờ, và tôn thờ như vậy vẫn có phước báo, vẫn có lợi ích.